Em Thuận, tư vấn bán hàng salon ô tô Tuấn Kiệt, địa chỉ 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin được kính chào toàn thể quý anh chị, quý hàng nhá. Honda Civic phiên bản 1.5G, sản xuất năm 2018, mang ngoại thất màu đỏ, nội thất màu đen. Đẹp tuyệt vời. Lăn bánh 4 vạn km. Đang được bán và giao dịch đến quý anh chị, quý khách hàng với mức giá 695 triệu đồng quý anh chị, quý hàng nhá. Mọi người cùng quan sát tổng thành chiếc xe này với em, cũng như là cho cái đánh giá nhận xét. Nếu mà có nhu cầu thì để lại số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp với số điện thoại em ghim dưới màn hình. Đó. Chiếc xe sản xuất năm 2018 á, form mới rất đẹp luôn, rất là thể thao, cá tính. Đấy, gây ấn tượng. Một chiếc xe thể thao cỡ trung nha mọi người nhá. Đấy, một chiếc xe thể thao cỡ trung mà khẳng định luôn là góc cạnh nhất so với lại những chiếc xe cùng phân khúc. Đó. Đẹp đúng không ạ? Đèn có dải led định vị ban ngày rồi này. Xi nhan bên hông này. Đó, tuyệt vời chưa? La răng hai màu nhá. La răng hai màu nhá mọi người nhá. Có xi nhan trên gương nhá. Đó. Lẹp viền chân kính, tay nắm cửa đều được mạ chrome, và hai cánh cửa ở phía trước thì được trang bị keyless go trên cánh cửa nha quý anh chị, quý hàng nhá. Tuyệt vời đúng không ạ? À, ra phía đèn hậu này, thiết kế rất là thể thao, động cơ 1.5 turbo khỏe khoắn, bức tốc, lipo ống xà kép, đó, tuyệt vời đúng không ạ? Thiết kế rất là thể thao và đẹp, xe được trang bị cam lùi theo xe, phân khúc thì cốp rất là rộng này, để thoải mái đồ luôn nha quý anh chị, quý nhà hàng nha, để thoải mái đồ luôn. Đó. Thực sự luôn. Góc cạnh đẹp, nam tính, trẻ trung đúng không ạ? Nội thất phối màu đen với màu kim loại nha mọi người nhé. Đó. Hàng ghế thứ hai tương đối là rộng. Đó. Có cửa gió điều hòa ra hàng hai. Ghế da nguyên bản theo xe, rất là mới mọi người, rất là mới luôn nhá. Đấy, rất là mới luôn. Xe thì đã được lót sàn da. Đấy, rất là sạch. Đấy, lót sàn da. Bên trên thì được sử dụng cái thảm sàn 6D nha quý anh chị, quý hàng nha. Tuyệt vời đúng không ạ? Cửa đóng chắc lịch luôn. Gương kính chỉnh điện, hai kính trước là auto một chạm. Đó. Có cụp gương điện nha quý anh chị, quý nhà hàng nha. Mở cốp dành tay ở vị trí người lái nhá. Ghế chỉnh điện này. Đó, ghế chỉnh điện này, rất nhiều hướng luôn. Đấy, ghế da rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp, được đục lỗ thông hơi ở hai ghế trước. Xe có cân bằng điện tử này. Vô lăng tích hợp với điều khiển này, có điều khiển giọng nói, đàm thoại dành tay, tăng giảm âm lượng. Bên này có set cruise control và có lẫy chuyển số thể thao sau vô lăng nha quý anh chị, quý nhà hàng nhá. Đó, tuyệt vời. Thực sự luôn là tuyệt vời đúng không ạ? Đây ạ. Thì mọi người cùng quan sát nhá. Phía sau táp lô bây giờ đã là đồng hồ analog rồi. Đấy, chiếc xe máy lăn bánh có 41.000 km thôi, 4 vạn km. Đấy, thực sự luôn là đi tương đối ít đấy ạ. Đó, một chiếc xe tuyệt vời như thế này thì mọi người lên nhanh tay sở hữu được nó nhá. Để lộ start top một chạm này, điều hòa auto này, đấy, màn hình này, màn hình cảm ứng nhá quý anh chị, quý khách hàng nhá. Đó, tuyệt vời chưa? Và có hiển thị cam lùi nhá. Đó, có hiển thị cam lùi là theo xe nhá. Xe có chế độ chạy sport này, phanh tay điện tử này, phanh auto hold hỗ trợ dừng đỗ nhá. Đấy, khi chúng ta dừng đèn đỏ mà muốn dành chân đó. Đây là chế độ chạy eco nhá quý anh chị, quý khách hàng nhá. Trong này thì có một cái hộc để đồ rất là rộng. Đó. Ngoài ra đây là cốp phụ nhá. Đấy, cốp phụ rất là rộng luôn. Thực sự luôn là tuyệt vời đúng không ạ? Một chiếc Honda Civic 2018 bản G, máy 1.5 turbo. Đó. Màu đỏ nội thất đen, đang được bán với mức giá là 695 triệu đồng. Bên em cam kết chiếc xe không đâm đụng, không gặp nước, keo chỉ khung sườn, máy số là nguyên bản và có hỗ trợ trả góp cho quý anh chị, quý hàng nhá.
Quý anh chị quý hàng có nhu cầu nhấc máy liên hệ ngay cho bên em theo số điện thoại 0912669955 ở dưới màn hình, hoặc là qua trực tiếp salon địa chỉ 79 Trần Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội, gặp em Thuận để giao dịch cho chiếc xe này nhá. Xin được cảm ơn quý anh chị quý hàng đã theo dõi video của em ạ. Kính chúc sức khỏe đến quý anh chị quý hàng. Hẹn gặp lại quý anh chị quý hàng ở video tiếp theo nhé.